Chi tiết Lexus TX 2024, thêm một chiếc SUV 7 chỗ ngồi hạng sang cho khách hàng mê xe Nhật. Sau LX và GX, TX chính là chiếc SUV 3 hàng ghế tiếp theo được phát triển bởi hãng xe Nhật. Trước đó, RX có phiên bản 5+2 chỗ ngồi, nhưng ở thế hệ mới đã không còn. TX thực chất là phiên bản sang trọng và cao cấp hơn của chiếc Toyota Grand Highlander, cũng ra mắt thị trường cách đây không lâu. Lexus TX 2024 ra mắt cùng với GX thế hệ mới, nhưng do sức hút kém hơn nên không mấy người tiêu dùng để ý và bàn luận. Do được phát triển dựa trên Toyota Grand Highlander, thế nên form dáng bên ngoài là khá tương đồng nhau, chỉ thay đổi một chút thiết kế phần đầu và đuôi cho đúng với DNA của Lexus. Phần đầu xe của Lexus TX 2024 nổi bật với lưới tản nhiệt mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế không khung viền với các nan ngang ưu tiên hiệu suất khí động học, ăn khớp với phần thân xe và sơn trùng màu ngoại thất. Tuy nhiên thì đây có lẽ là chiếc xe xấu nhất của nhà Lexus được áp dụng ngôn ngữ thiết kế này. Cụm đèn pha thanh mảnh với dải đèn LED chạy ngày hình chữ L ngược bắt mắt. Thân xe giống với mẫu Grand Highlander khi có hơi hướng thuôn dài kiểu MPV. Hai bên thân xe nổi bật với bộ la răng kích thước 20 inch hoặc 22 inch trên phiên bản cao cấp. Tiến ra phía sau, phần đuôi của TX có thiết kế giống với RX mới khi có cụm đèn hậu dạng LED chạy ngang màu đỏ. Dòng chữ Lexus gắn ở phía trên, các chi tiết khác trông không đáng chú ý. Về kích thước, TX có chiều dài 5159mm, rộng 1989mm và cao 1781mm, cùng chiều dài trục cơ sở là 2949mm. Nội thất bên trong chưa xem chắc chắn nhiều anh em đã đoán được ra sẽ giống với RX hay là GX mới. Xe được cung cấp cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô lăng, màn hình thông tin giải trí kích thước 14 inch tiêu chuẩn. Nội thất được bọc da cao cấp phối màu tùy theo từng phiên bản, trong đó có màu đen và màu trắng. Vô lăng 3 chấu có lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng, tích hợp các phím bấm chức năng, trong đó có điều khiển các tính năng và tinh chỉnh gói Lexus Safety System 3.0 mới nhất. Cụm điều khiển trung tâm bao gồm cần số nhỏ gọn, khay đựng đồ, nút P riêng biệt, phanh tay điện tử, auto hold, tắt chống trơn trượt, đế sạc điện thoại không dây, 3 cổng sạc và kết nối đều là dạng taxi. Tùy theo từng phiên bản, Lexus TX 2024 sẽ có 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Với chiếc trong hình thì là hàng ghế thứ hai sẽ có 2 chỗ ngồi tách biệt và sẽ có tổng là 6 chỗ ngồi, cổng sạc cho các thiết bị điện tử dạng taxi, cửa sổ trời toàn cảnh. Hàng ghế thứ ba cho 2 chỗ ngồi rộng rãi. TX có khả năng gập hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba thông qua nút bấm điện nhằm tăng không gian chứa đồ. Lexus TX 2024 được phân phối với các phiên bản bao gồm Standard, Premium, Luxury, F-Sport Performance, nhưng hãng không đưa ra các thông tin chi tiết. Một số tùy chọn bao gồm màn hình HUD, hệ thống đèn viền nội thất nhiều màu và dàn âm thanh cao cấp Max Levinson 21 loa. TX 2024 sở hữu dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 569 lít và sẽ tăng lên 2747 lít khi gặp hàng ghế thứ hai và ghế thứ ba xuống. Tương tự như Grand Highlander, Lexus TX sẽ được cung cấp 3 hệ thống chuyển động khác nhau. Đầu tiên là TX 350 cơ sở được trang bị động cơ 2.4 lít tăng áp 4 xi lanh sản sinh công suất 275 mã lực và mô men xoắn cực đại 429 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp quen thuộc và có thể đi kèm với hệ dẫn động 4 bánh. Di chuyển lên phiên bản TX 500HF Sport Performance, người dùng sẽ nhận được hệ thống chuyển động hybrid với động cơ 4 xi lanh 2.4 lít tăng áp kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Direct 4 AVKD. Hệ chuyển động tạo ra công suất tối đa 366 mã lực và mô men xoắn cực đại 554 Nm, mạnh hơn 4 mã lực và 12 Nm so với Grand Highlander Hybrid Max. Tương lai nhiều khả năng mẫu xe này cũng sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam với giá bán cao hơn Lexus RX và thấp hơn Lexus GX, nhiều khả năng sẽ là trên 5 tỷ đồng cho đến 6 tỷ đồng.